Hôm nay là ngày 24, gia đình mình vợ chồng con cái ra đi dọn cái mộ cho con gái của mình. Và như truyền đạo cũng nói rằng là coi như đến nhà tang chế hơn đến nhà tiệc tùng. Mà người khôn ngoan á, thì để tâm suy nghĩ đến sự chết. Vâng, hôm nay đây mình đi và mình gia đình mình đang nghĩa trang các bạn. Đây, vợ chồng con cái mình đây đi đang nghĩa trang, nói chung mình đi làm cái mộ cho con, và Chúa cũng nói vậy đó. Người khôn ngoan thì để tâm suy nghĩ đến sự chết. Vâng, cái điều mình cảm thấy rằng ngày xưa cách đây 15 năm, năm 2004 2005 các bạn, đây là con gái mình là bị ung thư chết đấy. Mình có hai đứa con, một đứa thì thận hư, một đứa thì ung thư. Từ 2001 tới 2005 thì đứa thận hư chết, và đứa ung thư thì đứa ung thư chết, đứa thận hư thì bệnh viện trả về. Và như vậy là đứa ung thư thì nó chết từ 1 giờ 2004 tại trung tâm của thành phố, và mình đưa về tới đây 12 giờ đêm đón giao thừa đấy. Và tới sáng mùng 1 thì gia đình mình đưa con gái mình lên đây chôn ở tại nơi đây đây. Và hôm nay mình cũng muốn làm cái clip này là mục đích là mình nói để làm chứng cho các bạn tại vì sao mà con cái chúng ta sinh đẻ ra phải bị chết non chết yểu. Thưa các bạn, tại vì lời Đức Chúa Trời đã nói khi mà tổ phụ mà thờ hình tượng thì Chúa sẽ phạt con cái đến 3-4 đời. Và Chúa nói rằng ta sẽ làm cho dòng giống ngươi lần lần tiệt khỏi mặt đất. Và Chúa nói ta sẽ diệt các ngươi trước kỳ, và trong nhà ngươi sẽ không có người già mà chỉ là chết non chết yểu thôi. Tức là Chúa cứ diệt dần như vậy. Và có chỗ là Chúa còn nói thế là cũng vì cái tội đó, cái tội thờ hình tượng đó. Vì trong tất cả các cái tội gì Đức Chúa Trời cũng tha thứ nghe các bạn. Nhưng mà có cái tội mà tội gọi là tội thờ hình tượng, Chúa rất là ghét. Đó là cái tội ngoại tình, cái tội tà dâm thuộc linh đó. Vì Đức Chúa Trời là chồng của chúng ta, chúng ta là vợ ngài, chúng ta thờ các thần tượng, tức là chúng ta đi thờ một thần khác, tức là đi ngoại tình thuộc linh, Đức Chúa Trời rất là ghét. Nên cũng từ chỗ đó mà Đức Chúa Trời đánh phạt. Nhưng mà tôi tạ ơn Đức Chúa Trời ở một điều, gia đình tôi là Công giáo. Trước đây tôi ở Công giáo, nhưng mà tới chừng khi mà Đức Chúa Trời đánh phạt thì trong gia đình tôi thì 3 đứa con, thì 2 đứa, một đứa thận hư và một đứa ung thư. Đứa thận hư thì bệnh viện trả về, gọi là đứa ung thư thì chết. Thưa các bạn, thì hồi đầu tôi cũng không có đọc Kinh Thánh. Thực tế ngày xưa ở Công giáo thì chúng tôi không có đọc Kinh Thánh, nên chúng tôi chả biết gì từ lời Đức Chúa Trời hết. Cứ nghĩ rằng là coi như cứ hàng ngày lên là nghe mấy ông linh mục giảng đạo, rồi đọc kinh lần hạt mân cô gì gì đó, rồi xin thần này thánh nọ, rồi là coi như hoặc là chết thì có ơn đại xá, ơn tiểu xá, rồi ân xá gì gì cái tùm lum, rồi hoặc chết thì xin lệ, rồi cầu hồn, rồi xin lệ này kia cho các linh hồn, rồi là sẽ được cứu, rồi không được cứu sớm thì được cứu muộn. Đó là những cái tôn giáo, đó là những cái đạo lý của quỷ dữ. Nhưng mà để mà lý do chúng ta bị rủa xả ở cái chỗ là cái tội thờ thần tượng, mà khi mà thờ thần tượng đó, thì Chúa sẽ phạt con cháu đến 3-4 đời. Mà tôi cũng nghĩ là cái gia đình tôi giỏi lắm, thì ông nội, ông ngoại, ông cố tôi tin Chúa thời Pháp cho mấy. Mà cho tới cái đời tôi cũng chắc thứ 3, thứ 4 gì đó, và tôi lạnh hậu quả, tôi lạnh đủ. Nhưng mà cái lạnh ở đây thì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ngài dùng sửa trị tôi, vì ngài muốn thương tôi, cho nên là ngài đã cho phép những cái hoạn nạn khốn khó xảy đến. Vì như lời Kinh Thánh nói rằng ngài dùng hoạn nạn để cứu kẻ hoạn nạn. Cho nên khi ngài cho phép hoạn nạn xảy ra trên gia đình tôi, thì từ cái chỗ đó Chúa mới đánh thức lương tâm của tôi, và tôi mới thức tỉnh. Mà khi tôi thức tỉnh thì các bạn biết là tôi đã gặp Chúa qua Kinh Thánh, rồi thấy lời của ngài. Và tôi biết được rằng khi mà lời Chúa đã nói, Chúa phán, khi mà chúng ta quay lại với Chúa, lìa bỏ các hình tượng rồi, thì Chúa sẽ ban ơn, nào là ngươi đã được hưởng hoa quả công việc tay ngươi làm, rồi ngươi không còn phải coi như là sinh con cái ra để gặp tai họa bất ngờ đó. Mà trong vòng nhà ngươi thì gọi là không có trẻ con chết non chết yểu, mà cũng trong gia đình ngươi thì gọi là không có con đực son trẻ, hay là con cái xảo thai, hay là không có khả năng sinh đẻ, mà tuổi thọ của ngươi như tuổi cây, gọi là chết 100 tuổi là còn chết non đó. Đó là lời Chúa hứa như vậy. Nên tôi nghĩ rằng
Ngày xưa mình vì cái tội thờ hình tượng, mà sau đây khi tôi càng đọc Kinh Thánh thì tôi càng thấy ra được. Ngày hôm nay tôi thưa các bạn, tôi thấy trên thế gian này có hai cái tôn giáo, cái tôn giáo Phật giáo và tôn giáo Công giáo. Đó là hai cái tôn giáo mà thờ hình tượng nhiều nhất. Cho nên tôi nghiệm, tôi cứ nghiệm nhé, ở trong họ đuôi què rồi thì là câm điếc, hai cái tôn giáo đó rất là nhiều. Họ vì ở trong Thi Thiên 115 và 135 lời Chúa nói: hình tượng bằng bạc bằng vàng do tay người thế tạo ra, chúng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có tay mà không rờ rậm, có chân mà không bước đi, từ cổ họng không ra một lời nói, nguyện kẻ nào làm ra nó mà thờ lại nó đều giống như nó. Cho nên tôi thấy ngày hôm nay đa số người Phật giáo, người Công giáo họ bị câm, bị điếc này, rồi thậm chí có những người bị què, bị cọp rất là nhiều, và có những người man man cũng rất là nhiều, có nhiều, rất nhiều người thần kinh các bạn đó. Mà họ cứ nói rằng người đó là coi như Chúa bắt chịu khó. Tôi nghĩ rằng vì cái tội thờ thần tượng cho nên là bị rủa xả thôi, chứ không có gì. Chúa đã rủa xả thì ai thờ thần tượng người đó bị thôi. Còn đặc biệt cái người lương á, cái người mà họ không thờ bất cứ một cái thần tượng nào thì các bạn biết họ rất là trọn lành. Nó nhiều vì họ biết ít mà, chứ họ đâu có thờ hình tượng đâu, họ giống hình tượng. Cho nên thấy con người của họ thì rất là, cũng là toàn hảo lắm, chứ không đến nỗi như người Công giáo và người Phật giáo. Hai cái tôn giáo là hai cái tôn giáo thờ thần tượng, cho nên là con người của họ không có bị này bị kia. Thì thậm chí có những người trẻ cha mẹ sinh ra đẹp như vậy, nhưng được ít tuổi lên là bị co giật, rồi bị kinh phong này, coi như là bị này bị kia, cũng nằm liệt một đống như vậy để giống hình tượng, vì đó là sự chúc dự của hình tượng. Mà cụ thể gia đình tôi đấy, Chúa nói rằng ấy, người gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, mặc mà không đủ ấm, cái gì cào cào ăn còn châu chấu, còn ngươi đưa về nhà ta cũng thổi bay đi luôn, tiền làm công của ngươi vào túi này ra túi kia như túi lụng. Nói thì thưa các bạn, đấy, Chúa nói như vậy. Và Chúa nói là ngươi có đẻ con ra thì ta cũng giết chết. Cái này gia đình tôi là lãnh đủ. Nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh thì tôi mới thấy được cái hậu quả của tội thờ thần tượng. Và hôm nay là cái ngày 24, gia đình tôi, vợ chồng tôi đi ra tới đây là để làm cái mộ cho con. Mục đích là sảy cỏ thì cũng làm vậy thôi, nhưng tôi muốn làm một cái clip này để làm lên một cái lời chứng. Và cũng Chúa nói là đi đến nhà tang chế, đến nhà tiệc tùng, và có những người khôn ngoan để tâm suy nghĩ đến sự chết. Cho nên tôi muốn làm clip này, tôi cũng muốn nói, để đặc biệt nhất là những cái anh chị em mà Công giáo, trong đó là có cha mẹ tôi, anh chị em tôi, dòng tộc của tôi, nghe những lời của tôi thì có thể biết đâu là thức tỉnh được, mà để ăn năn quay trở lại với Chúa, để rồi là mỗi người mình hãy giao phó linh hồn mình cho Chúa bằng cái cách đọc Kinh Thánh. Đừng có giao phó linh hồn mình cho mấy ông linh mục, cho giáo hội mà rồi là coi như mất linh hồn không biết. Cái tội thờ thần tượng Chúa rất là ghét. Nên nhớ, nếu mỗi người chúng ta là khi tin Chúa, chúng ta là vợ của Chúa, tội gì Đức Chúa Trời cũng tha, nhưng mà tội phạm đến Đức Thánh Linh, rồi tội thờ thần tượng là Chúa rất là ghét. Vì cái tội là tội, ở trong Kinh Thánh là Chúa toàn rủa xả về thần tượng. Cho nên Chúa luôn nhắc nhở, kể cả cái dân Israel khi vào xứ hứa, thì Chúa nói khi các người vào xứ hứa thì hãy đập bỏ các cái trụ thờ, rồi các hình tượng phải đập bỏ hết. Cho nên hôm nay tôi muốn, đây là cái cụ thể, đây là cái hậu quả của thờ thần tượng đấy các bạn. Cho nên là con tôi một đứa bị thận hư và một đứa ung thư chết tại đây đây. Nếu như tôi mà lúc đó tôi còn cứng lòng thì tôi nghĩ rằng cái thằng mà thận hư đó là chắc chắn là cũng chết luôn. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa thương, cho nên là Chúa đã ban cho tôi một tấm lòng bằng thịt, cất lòng bằng đá khỏi tôi vào ngày, cho tôi một cái tấm lòng chịu dạy. Khi tôi thuận phục, tôi nhận lời Đức Chúa Trời, tôi nhận lấy cái lời của Chúa và tôi tin. Và như tôi quay trở lại, ăn năn trở lại với Ngài, mà tôi bỏ thần tượng đi, thì tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu con trai tôi, Chúa đã chữa lành. Và nay con trai tôi đã 25 tuổi và rất là xinh đẹp như diễn viên nhỉ đó các bạn. Còn con gái tôi thì hiện giờ đây đang nằm đây, và vợ tôi đây đang sậy cỏ cho con gái tôi đây. Một sự thật rất là đau lòng. Nhưng mà đau lòng này là ở đâu các bạn? Đau lòng do cái tội tổ phụ để lại, cái tội thờ thần tượng đó các bạn. Cho nên hôm nay tôi muốn làm cái clip này để rồi làm chứng cho tất cả mọi người, đặc biệt nhất là anh chị em Công giáo, trong đó có cha mẹ, anh chị em dòng tộc của tôi, hãy nhận biết những cái sự này. Những cái lời tôi nói đây là toàn dựa trên tiêu chuẩn Kinh Thánh và có cơ sở Kinh Thánh, tôi không hề nói bậy. Và chính như bản thân tôi thì thực tế ra cái lúc mẹ tôi bị bệnh, mẹ tôi lúc đó là bị bệnh trĩ này, bị hở van tim này, rồi bị nát phổi này, bị gãy tay này, rồi là gần chết, viện trả về đó. Thì tôi về tôi có cầu nguyện cho mẹ tôi, thì cầu nguyện sau 3 ngày thì như vậy là tôi mới nằm ngủ. Cái đêm thứ 3 là 3:30 sáng, mẹ tôi là gần lồng lộn rồi, gần chết, nhưng mà tôi cứ cầu nguyện. Và tới chừng thì Chúa nhắc nhở cho tôi một điều, và tôi nhìn thấy cái tà khí. Và sớm mai ngủ dậy tôi nói mấy chị, tôi nói em biết cái lý do gì mà rồi, để hồi em xử lý xong là mẹ được lành thôi.
Và tới lúc sáng dậy là các bạn biết tôi lấy đập ba cái hình tượng nào là Mary, rồi Tràng Hạt, rồi Cha Kiều, Cha Diệp, rồi tượng Phêrô, rồi tượng Chúa Giêsu, tôi đập cho từ tay chân gì rồi tôi đập cho queo hết, tôi đập gãy nát hết, rồi có một số tôi bỏ vào trong cái bô á. Đó, cho nên và từ cái chỗ đó là Chúa chữa mẹ tôi lành luôn. Và cho tới ngày hôm nay mẹ tôi vẫn còn sống là cái sự tôi cầu nguyện cho mẹ tôi nên đã gần 3 năm rồi các bạn. Và rồi năm ngoái thì bà tôi là cũng bị ung thư phổi đó, thì bệnh viện có như cũng bó tay rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì tôi cũng về cầu nguyện cho ba tôi. Và tạ ơn Chúa thì ba tôi Chúa đã chữa lành và nay ông vẫn còn sống. Và tôi cũng đã có quay clip lại trên Facebook của tôi. Đây là những cái lời mà tôi muốn nói để rồi tất cả chúng ta hiểu được, biết được rằng khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời thì đặc biệt nhất là chúng ta đừng có thờ thần tượng. Vì khi chúng ta thờ thần tượng thì sẽ có một cái rủa xả thì để Chúa là diệt hết con cháu, vượt lần con cháu và chết non chết yếu, đó là chắc chắn. Và rồi còn không kẻ nào không chết non chết yếu thì cũng câm câm điếc điếc rồi khùng khùng rồi man man rồi coi như nói chung là tật nguyền y như trong Thi Thiên 115 và 135. Đặc biệt nhất là anh chị em Công giáo mà có thù ghét tôi thì cứ thù ghét, nhưng mà cứ đọc Thi Thiên 135 và 115, anh chị em cứ đọc đi rồi anh chị em sẽ thấy lời Đức Chúa Trời nói gì. Vâng, và tôi hôm nay tôi làm chứng đến đây là tôi, mục đích của tôi hôm nay tôi ra đây để tôi nói đến cái sự việc này để cho anh chị em chúng ta cũng biết được cái sự đau khổ của sự thờ hình tượng và cái sự rủa xả của sự thờ hình tượng như thế nào. Cho nên khi mà tôi, con tôi nằm đây á, cũng là vì cái tội thờ thần tượng này các bạn. Rồi con tôi một đứa bệnh viện trả về đó cũng là cái tội thờ thần tượng. Nhưng mà khi tôi bỏ thần tượng thì Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và Chúa hứa rằng á, ta sẽ ban phước cho mọi công việc tay ngươi làm mà ngươi không còn phải trên con cái ra để gặp tai họa bất ngờ. Mà tất cả con cái người được Chúa dạy dỗ, sự bình an của con cái người là rất lớn. Và hôm nay Chúa cho tôi như vậy là được thêm là hiện tại là lúc đó tôi có ba đứa thì một đứa chết, một đứa viện trả về, tức là gần đi hai đấy. Nhưng mà hôm nay thì Chúa cho tôi thêm mấy đứa con nữa. Hôm nay tôi Chúa cho tôi 5 đứa con rất là xinh đẹp và rất khôn ngoan các bạn ạ. Và đứa nào cũng đầy lòng kính sợ Chúa. Thánh Chúa, hôm nay tôi muốn làm đến đây và để cũng khích lệ anh chị em, cũng đặc biệt nhất nữa là chúng ta, nhất là những anh chị em Công giáo, hãy tỉnh thức về cái tội thờ thần tượng. Và tôi khích lệ anh chị em đừng có nghe tôi, nhưng hãy nghe Kinh Thánh. Những lời tôi nói cảm thấy là đúng thì anh chị em cứ đọc Kinh Thánh 100, Thi Thiên 115 và 135 ở bên Công giáo gọi là Thánh Vịnh, thì anh chị em sẽ thấy lời Đức Chúa Trời nói gì. Những lời tôi nói đây không phải là tôi nói mà Đức Chúa Trời nói. Tạ ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em.